anh đi du học về mà sao không nói chuyện bằng tiếng Anh ạ? À? Đi học du học bên kia là mọi người dạy mình bằng tiếng Anh, bạn bè mình nói tiếng Anh, còn đâu là mình nghe xong mình thì yes, no, maybe, ok, no ok, wrong how, ok, good good, faster, thế thôi. Cuộc sống không đâu cần tiếng Anh, mình đi du học không cần phải nói nhiều. Đến phần thuyết trình team là một đội thì tao là thằng không biết nói, thằng khác lại nói đi. Anh Phi Phi nói đúng đó mọi người, không phải là sống ở Úc là tự nhiên thấy anh giỏi đâu. Nhiều khi đi học thì chỉ nghe thầy cô giảng bài rồi đọc tài liệu thôi, không có giao tiếp nhiều. Thì nói tiếng Anh cũng lớn ngớ lắm. Rồi nhiều công việc làm Úc thì không có cần giao tiếp, cứ làm vậy thôi, nên tiếng Anh cũng không có cải thiện. Thế nếu mà bạn nào tiếng Anh yếu quá thì các bạn nên học ở Việt Nam cho có cơ bản trước. Thì qua các bạn cũng sẽ dễ hòa nhập, dễ giao tiếp. Với lại qua Úc thì nhiều khi cũng phải cần học thêm tiếng Anh nữa. Tại vì cách mà người Úc nói chuyện tiếng Anh nó khác với cách mà mình học ở Việt Nam lắm. Giống như ở Việt Nam học hỏi how are you, thế nào cũng sẽ trả lời là I'm fine, thank you. Không có ai trả lời hết trơn.